Xuân Học xin mến chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Học của mình. Video này mình xin chia sẻ lên cho anh em và các bạn những cái ưu điểm và cái nhược điểm của những các cái dòng bóng đèn xe máy để cho anh em và các bạn ta cùng nhau tham khảo và cùng nhau lựa chọn xem là những các cái dòng bóng đèn nào là phù hợp cho xe của anh em và các bạn mà nó lại đảm bảo được cái độ bền và cái ánh sáng khi xe của anh em và các bạn ta lưu thông về ban đêm. Vậy thì hôm nay mình cũng có một cái video ngắn chia sẻ lên cho anh em và các bạn để ta cùng nhau lựa chọn cái xem là cái dòng bóng đèn nào là nó phù hợp mà cái giá cả nó lại phải chăng để cho anh em và các bạn ta cùng nhau áp dụng và lựa chọn. Thì đây, trước hết đây là cái dòng bóng đèn halogen. Cái dòng bóng đèn halogen này thì nó chuyên dùng cho cái dòng xe quay đời mới và cái dòng xe tay ga đời đầu. Còn đây, đây là cái dòng bóng đèn LED mà nó cũng đang chuyên sử dụng gắn cho những các cái dòng xe quay đời mới và cái dòng xe AB đời đầu cũng như cái hệ thống đèn halogen. Tiếp theo, đây là cái dòng bóng hai chân mà nó chuyên sử dụng gắn cho những các cái dòng xe Jumway đời cũ. Cái dòng bóng này thì nó cũng rất chi là tốt, rất chi là bền, nó tăng cái độ sáng lên cho xe của anh em và các bạn khi lưu thông ban đêm. Còn bây giờ mình xin được nói về cái ưu điểm của cái dòng bóng halogen này. Thứ nhất là về cái ưu điểm của dòng bóng halogen này thì nó cực kỳ là bền. Với những cái dòng xe nào của anh em và các bạn ta đang gắn cái bóng đèn halogen này thì đảm bảo cho anh em và các bạn nếu như xe của anh em và các bạn cái dòng điện nó mà tốt mà ổn định thì đương nhiên cái bóng đèn halogen này thì cũng không mấy khi mà nó cháy được cái bóng đèn halogen này. Và nó thiết kế thì cũng rất chi là gọn, và anh em và các bạn có nhu cầu mua về tự gắn ở nhà thì cũng rất chi là đơn giản. Tiếp theo về cái ưu điểm của cái dòng bóng đèn halogen này thì độ sáng trụ của nó thì rất chi là cao. Và khi anh em và các bạn ta lưu thông xe ở trên đường vào ban đêm thì cái ánh sáng của nó rất chi là rốt và rất chi là thật, rất dễ quan sát đường cho anh em và các bạn khi ta lưu thông xe vào ban đêm. Còn cái nhược điểm của cái dòng bóng đèn halogen này thì nó sử dụng bằng sợi đốt, thì cái watt của nó thì nó sẽ dao động từ 35W lên tới 60W. Thì cái hệ thống tiêu thụ điện năng của cái dòng bóng đèn halogen này thì nó rất chi là lớn. Vậy cho nên khi xe của anh em và các bạn sử dụng thì nó sử dụng bằng hệ thống điện máy phát xe của anh em và các bạn cấp lên cho bóng đèn. Chứ xe của anh em và các bạn không thể chuyển từ cái điện máy phát xe của anh em và các bạn sang điện bình để dùng cho cái loại bóng đèn halogen này được. Đấy. Còn đây, đây là cái dòng bóng LED 3 chân mà trên thị trường nó cũng đang sử dụng để gắn cho những các cái dòng xe quay đời mới và những các cái dòng xe tay ga đời đầu để tăng cái mức độ sáng cho đèn xe của anh em và các bạn khi ta lưu thông về ban đêm. Thì cái ưu điểm của cái dòng bóng LED 3 chân này là cái độ bền của nó rất chi là cao, độ sáng của nó rất chi là tốt. Và nếu khi xe của anh em và các bạn ta gắn cái dòng bóng LED 3 chân này khi sử dụng xe về ban đêm thì cái độ sáng trụ của nó rất chi là cao, và anh em và các bạn ta sử dụng cái hệ bóng LED này thì yên tâm về cái độ bền của nó. Đấy. Tiếp theo là cái ưu điểm của cái dòng bóng LED 3 chân này là cái bộ tản nhiệt của nó là nó thiết kế là rất chi là lớn, cho nên anh em và các bạn khi sử dụng thì nó cũng không lùa là bóng nó bị nóng. Đấy. Và cái ưu điểm tiếp theo của cái dòng bóng LED 3 chân này, khi anh em và các bạn ta mua và gắn tại nhà thì nó cũng rất chi là đơn giản, bởi vì nó có đầy đủ những các cái rắc cắm. Khi anh em và các bạn về chỉ có sẵn là nhổ rắc ra và cắm vào rắc zin xe của anh em và các bạn thôi. Tiếp theo là cái ưu điểm của cái dòng bóng LED 3 chân này, mặc dù nó là cái hệ thống bóng LED 3 chân, nhưng khi xe của anh em và các bạn ta có nhu cầu để gắn cho những các cái dòng xe Jumway đời cũ thì anh em và các bạn ta hãy tháo cái này ra như mình. Đấy. Và ngay bây giờ thì cái dòng bóng LED này thì nó sẽ gắn được cho những các cái dòng xe Jumway đời đầu để tăng cái mức độ sáng khi xe của anh em và các bạn có nhu cầu. Đấy. Đấy là những cái ưu điểm của những cái dòng bóng LED này. Còn về cái nhược điểm của cái dòng bóng LED này,
khi anh em và các bạn ta gắn vào xe của anh em và các bạn, thì khi anh em và các bạn ta bật pha cốt thì nó chỉ có là sáng và tăng cái mức độ sáng thêm lên, chứ cái độ chiếu xa và chiếu gần của cái dòng bóng LED này là nó hầu như là nó bị hạn chế. Anh em và các bạn khi bật pha hoặc xuống cốt thì nó chỉ có sáng và nó sáng thêm lên, chứ nó cái độ chiếu xa và chiếu gần của nó là hầu như là nó không cải thiện được bao nhiêu. Đấy. Đấy là về những các cái ưu điểm và những các cái nhược điểm của từng cái dòng bóng đèn để cho anh em và các bạn ta cùng nhau ta lựa chọn với những cái dòng bóng đèn nào phù hợp với xe của anh em và các bạn mà cái độ chi phí của nó lại ít để cho anh em và các bạn sử dụng nó được bền bỉ hơn. Và tiếp theo đây là cái dòng bóng hai chân như mình nói ban đầu thì nó chuyên sử dụng cho những các cái dòng xe Jamway đời cũ. Và cái dòng bóng này thì mình đang sử dụng gắn cho khách hàng thì cái độ sáng của nó cũng rất chi là tốt, cái độ sáng trụm của nó rất chi là cao và cái độ bền của nó cũng như mình vừa nói, cái từng cái dòng bóng đèn, cái độ bền của dòng bóng đèn thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố là nguồn điện xe của anh em và các bạn. Nếu như mà ổn định thì cái dòng bóng đèn khi anh em gắn vào thì cũng chẳng mấy khi mà nó bị cháy, chẳng mấy khi nó hư hỏng cả. Vậy thì anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để ta theo dõi video mới trong kênh. Chúc anh em và các bạn luôn luôn thành công.